Mình là Phương Sơn, ở đến từ Việt Yên, Bắc Giang. Dạ, cơ duyên nào chị biết tới cả Thảo Liên chị ha? Cơ duyên của mình đến với cả Thảo Liên là tại vì lúc trước ấy, mình rất chỉ là hay bị cảm cúm, sổ xít, ốm đau ấy. Dạ. Thế rồi sau là cái cơ duyên là có chị cùng cơ quan mình đi họp cùng công tác tháng 3. Cơ quan của mình là bên thủy lợi cấp nước cho dân ấy. Thế là mình rất hay bị cảm cúm. Giới thiệu cho mọi người cùng dùng nha. Cái tinh dầu Dạ Thảo Liên của mình phát triển dần lên, mọi người cũng rất là tin yêu, tin tưởng. Cái nhân viên nào hay là có bạn nào chia sẻ cho chị cơ hội kinh doanh không, hay là chị từ xin kinh doanh cùng? Thì chị cùng cơ quan ấy, chị Xuân Dung và chị Tuyết Lưu là bên công ty thủy lợi của mình đã chia sẻ và hướng dẫn mình dùng. Mình dùng đã còn bị ốm nữa thì mình đã dùng và cũng chia sẻ cho rất nhiều người, và rất nhiều người cũng rất tin tưởng và rất là tin dùng sản phẩm của Dạ Thảo Liên. Chị kinh doanh là mấy năm rồi ạ? Mình dùng sản phẩm trong 3 năm nay rồi. Dạ vâng, vừa dùng vừa bán rồi chị ha? Vừa dùng vừa bán. Trước đó là chị làm công việc gì chị ha? Công việc của mình thì cũng ở bên Dạ Thảo Liên. Công việc của mình là bên thủy lợi. Dạ, nhưng mà công việc chính là văn phòng hay sao chị ha? Không, mình chỉ là công nhân thôi. Dạ vâng ạ. Công nhân dưới cơ sở. Dạ vâng ạ. Khi mà kinh doanh Dạ Thảo Liên thôi chỉ có mức thu nhập ok tốt chứ nhỉ? Rất ok. Dạ vâng. Thì vẫn làm công nhân, rồi sau chị cũng thường đi làm thêm nữa. Tại vì là công việc của mình là ăn lương của nhà nước ấy. Dạ vâng ạ. Cũng thấp, tại vì lương của nhà nước thì thường hay thấp. Thế là mình cũng đi làm thêm của công ty điện tử của nhà em mình, mở công ty điện tử. Thế là đi làm thêm thì cũng giới thiệu sản phẩm cho mọi người. Mọi người dùng và cũng rất ok, rất là khen ngợi. Vậy nên là chị vừa giúp mọi người điều trị bệnh, vừa giúp cho mình có thu nhập ha. Đúng rồi. Dạ vâng ạ, em chúc cho chị luôn thành công nhiều hơn nữa trong Dạ Thảo Liên nhé. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Chúc Dạ Thảo Liên ngày càng phát triển. Dạ vâng, em cảm ơn chị nha. Chào em.